Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Pulmicort Rescues. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pulmicort Respules cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Budec I Chỉ định Điều trị hen phế quản Pulmicort Respules khí dung, có thể dùng trong điều trị viêm thanh quản, khí quản, phế quản cấp tính ở nhũ nhi và trẻ em. Chống chỉ định mẫn cảm với budesin hay bất cứ thành phần nào của chế phẩm. liều lượng nếu tình trạng hen trở nên nặng hơn, có thể tăng liều hàng ngày hoặc tổng liều budesin. Pulmicort Respules nên được sử dụng với máy khí dung thích hợp. Lượng thuốc được phóng thích vào phổi thay đổi từ 40 đến 60% liều sử dụng tùy thuộc vào thiết bị khí dung. Thời gian khí dung và lượng thuốc được phóng thích phụ thuộc vào tốc độ dòng khí, thể tích bùng chứa và thể tích thuốc nạp vào. Thể tích thuốc nạp vào thích hợp cho hầu hết máy khí dung là 2 đến 4 ml. Sự lắng động có thể xảy ra khi bảo quản Pulmicort Respules. Nếu sau khi lắc mà thuốc không trở lại dạng hỗn dịch thì nên loại bỏ ống thuốc. Liều khởi đầu, hoặc trong giai đoạn hen nặng, hoặc trong thời gian giảm liều corticosteroid đường uống. Người lớn, 1 đến 2 mg, 2 lần mỗi ngày. Trẻ em, 0,5 đến 1 mg, 2 lần mỗi ngày điều trị duy trì tùy thuộc cá nhân và nên dùng liều thấp nhất làm mất triệu chứng liều chỉ định là người lớn 0,5 đến 1 mg phẩ2 lần mỗi ngày trẻ em 0,25 đến 0,5 mg 2 lần mỗi ngày nhà sản xuất AstraZeneca Thụy Điển hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm PuniCorrispuls Đồng thời biết cách sử dụng Pulmicort Respul sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Phàm.